Dạ, Công sai Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời quý cô chú anh chị các bạn lưu chỗ danh Bến Tre. Quá trời. Đồ ghê gớm, cái này là giao cho khách nha chú anh chị các bạn. Đồ vàng chất lượng. Từng nát lá luôn. Chỉ chích đều luôn ha. Đấy trên đọt luôn. Rồi mình cho clip để mất thời gian cô chú anh chị các bạn. Clip qua cảm ơn quý cô chú anh chị ủng hộ khá là nhiều. Rồi chào danh đây. Rồi xin chào cô chú gần xa. Hôm nay em đến lại kênh bonsai Cần Thơ, em lên xin lên clip mai dảo ghim thần chậu tàn thông bông, cái mặt bông nó từ 6 tới 12 cánh của chú anh chị. Em lên lâu này đồng giá là 1,4 triệu cây, em bao phí ship vận chuyển hết của chú anh chị. Số điện thoại giao lưu của em là 0378716458, địa chỉ vườn em lập Vinh Hiệp, xã Thành, Lắc, Bến Tre luôn. Rồi em xin vô cây mã số 1 luôn. Cây số 1 của chú anh chị, cây này lẻ hoa sĩ có đầy đủ chú anh chị. Này xả cho xả 1,4 triệu cây bao ship, chiều cao 1,5m của chú anh chị, tán ngang cũng 1,5m luôn. Lô cây này mặt bông thì mặt lúc nụ em làm hết rồi, gốc bự của chú anh chị, chỉ cần điều 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 nụ vàng chất lượng luôn. Hoành thân 20,5 năm. Dạ. Hoành thân cái này bự lắm của chú anh chị. Tăng một lỗ đều nè, vàng chất lượng luôn. Chị chích luôn ha, đều hết trơn. Quá xá nụ. Đấy. Không trống nha cô chú nha. Quá trời nụ luôn. Lô này đồng giá là 1,4 triệu cây, em bao ship luôn cô chú anh chị. Dạ, ship lại từng 1 cây 2 cây em ship hết luôn cô chú anh chị. Rồi, xin xuống cây mã số 1. Rồi, tiếp cây mã số 2 luôn cô chú anh chị. Cây số 2, giá tầng thông. Này cao, chành đều đều. Chiều cao là 1,7m. Tán ngang là 1,6m. Cao 7 ngang 1,6m. Em lấy chiều cao 1,6m, tán ngang 1,5m của chú anh chị. Từ hao của chú anh chị hết nè. Để nở nha. Chị chành đều. Gọn chân quạnh luôn. Hoành 20 năm. Dạ, hoành 20 năm. Cá nụ. Lâu này đồng giá từ tương kem bao ship của chú anh chị. Nụ đều đều. Số điện thoại giao lưu của em là 0378716458. Đó là số Zalo của em nha. Nụ đều cây ha, nó không có ấy mà đều cây. Lâu này từ tư em bán giá nới nới của chú anh chị mua về chơi Tết nha. Mặt bông em tạo xong hết. Cho phép đỡ cây luôn. Rồi xuống cái số 2. Tiếp luôn trên đây. Rồi tiếp cái số 3 cho chú anh chị. Tàn ấm ấm kính đều đều. Chiều cao là 1,7m. Tán ngang 1,5m của chú anh chị. Người tàn nó giót giót lên nhìn nữa. Đẹp. Chị cảnh thấy gì đều mình kéo xuống. Nút thủ quá trí quá tay luôn. Đầu đều, chiều cây luôn. Các cái đều nó từng nách lá luôn coi chứ mặt này. Dữ dằn lắm. Quá xa nụ luôn. Đây nụ rất là kẹo. Kẹo nụ lắm. Dạ, khoảng 21 năm. Đây là đồng giá từ tương cây em bao ship luôn của chú anh chị. Một cốt thẳng. Chỉ cần điều nụ. Thôi chú anh chị mua cây cứ yên tâm, em bên em ship cây đi rất khỏe và mau nữa. Rồi, phép đỡ cây luôn. Rồi, xuống cây số 3. Như này. Rồi, tiếp cây số 4 luôn. Cây này một cốt nha. Chỉ cần điều thẳng, để lắc nhẹ. Không cao. Dán tầng thông. Chiều cao là 1,8m. Đá ngang là 1,5m. Tại thước dây em làm thước cưỡi của chú anh chị. Em đo có tự hao của chú anh chị hết nè. Cô anh chú anh chị mua mai em cứ yên tâm. Mua chưa? Cây về cô chú anh chị được kiểm tra hàng, cô chú anh chị thấy y như em nói là cô chú anh chị cứ thanh toán thôi, còn không y cô chú anh chị trả cây cho em về. Đủ ok, chất lượng luôn, đều. Này để nó cũng nở nha cô chú anh chị. Gốc này hơi lắc nhẹ. Hoành 21 năm. 21 năm. Dạ. Một gốc chỉ cần đều. Mặt bông của lô này là 6 tới 12 cánh cô chú anh chị.
thằng điều điều gan. Bên em bao ship toàn quốc hết nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị có muốn mua số lượng nhiều á, vườn em còn rất là nhiều nha, lớn nhỏ cỡ nào cũng có nha. Rồi phép đỡ cây của chú gì bạn. Rồi xuống cây số 4. Tiếp con nhìn đây. Rồi tiếp cây số 5 của chú anh chị. Cây số 5 thằng điều số cao là 1m7, tán ngang 1m6 của chú anh chị. Đạt tròn ha. Lô này đồng giá từ 4 cây. Em bao ship của chú anh chị. Mua lẻ 1 cây 2 cây gắn ship bình thường của chú anh chị. Rồi thu hoạch luôn. Lúc trụ dưới này cũng khó luôn. Hoành 21 của chú anh chị. Rồi hoành 21. Lúc trụ dưới này khó. Lô này đồng giá lần từ 4 cây em bao ship của chú anh chị. Cây nụ đều đều chứ nha. Cô chú anh chị mua sỉ thì giá ưu đãi nhiều, là rẻ của chú anh chị luôn. Là đến từ vườn. Rồi, xem đỏ cây luôn. Rồi, xin xuống cây số 5. Rồi, tiếp cây số 6. Rồi, cây số 6 lực cây một cốt. Số điện thoại giao lưu của em là 037871648 của chú anh chị. Chiều cao là 1m7. Em đo em có tự hao của chú anh chị hết nha. Tán ngang 1m5 của chú anh chị. Cái này chân cành tàn đều nha, lực luôn, nụ hơi chất lượng luôn, nút nụ gốc bự nữa của chú anh chị, nụ không, gốc này có củ nữa không? Chị nụ mua điều, chơi tết lượng. Xong chú anh chị trồng lại, mấy cái này tiêu tư là quá rẻ luôn, chỉ cái gốc thôi không mua cũng cái tiệu bạc chưa có nữa, gốc nở đều, lực luôn, đây là để đẹp. Hoành 24 của chú anh chị. Hoành 24. Củ rất bự. Củ ba mấy? Củ 30. Củ 30 sẽ xuống là câu hắn. Tầm 2-3. Một cốt với cành điều cái này đẹp, lực rất lực. Mặt bông luôn này là bông mới từ 6 tới 12 cánh của chú anh chị. Đủ chất lượng luôn ha. Bên em là bao ship, từ từ là em bao ship hết nha. Cho gọi phép mình thổi cây của chú anh chị. Xuống nhà mà số 6. Rồi tiếp lên cây số 7 luôn của chú chị. Sao cây số 7 của chú? Cây này một gốc chi cảnh cũng khá khá. Tàng chiều điều cao điều là 1m7. Tán ngang là 1m7-8 của chú chị. Hết thước rồi. Lấy 1m6 rồi. Tán ngang 1m6, chiều cao 1m7 của chú anh chị. Tàng điều. Hoành 24 của chú anh chị. Hoành 24. Tính luôn kìa, cây tử luôn rồi. Nhánh. À, có cái gần này. Nụ thì đều đều hết chứ nè. Nụ đều đều. Lô này đồng giá tiêu tương cây bao ship của chú anh chị. Rồi, tiêu tương cây bao ship. Và chú nghĩ cái nào liên hệ trực tiếp cho danh ha. Xin lần gì sĩ liên hệ luôn. Số điện thoại giao lưu của em là 0378716408 của chú anh chị. Đó là số Zalo của em nha. Dạ, em đỡ cây luôn. Rồi, xin xuống cây số 7. Tiếp luôn. Lên cây số 8 của chú anh chị. Rồi, tiếp theo cây số 8 của chú anh chị bạn. Tàn tròn đều. Cái này tàn, quá sức cái tàn. Tàn tròn. Chiều cao là 1m6 của chú anh chị. Chiều cao 1m6. Tán ngang em lấy 1m5 thôi. 1m6. Tán ngang 1m6 luôn, mình lấy cô chú 1m5 nha. Tàn rất là đều. Lúc này đồng giá 1.4 một cây em bao ship của chú anh chị. Thì cần quá kẹo luôn nha. Yeah. Rồi, đồ hoành 22 mấy luôn. Có 23 chứ không? Hoành thăng 22 của chú anh chị. 22. Cái này lùng lực quá sức. Rồi. Tàn đều. Nút nổ thì đều luôn. Đều cây ha. Nụ đều đều. Không chống. Rồi, phép đỡ cây. Rồi, xin xuống thêm số 8. Rồi này. Tiếp như này. Rồi. Tiếp cây mà số 9 của chú anh chị. Cây này tàn nó gọn gọn mà có cái gốc đẹp quá. Gốc có. Tính không quay mà có cái gốc đẹp quá. Quay cho của chú chị nó coi có thích chê ghế đồ. Cây này đẹp. Chiều cao 1m6 của chú anh chị. Tán ngang là 1m5. Tàn đều
nút nụ nó đẹp lắm nha cô chú anh chị. Từng chích chích luôn. Cái này cái đế thì quá sức, cái đế đẹp. Ồ cái nụ. Quá xa nụ. Này. Cái này quá trời. Mua về vô cái chậu kiểu nữa ha. Chút giót cho nó cao cao lên xíu. Ồ đế này đều thế. Đế quá tí sức, đế đẹp. Này vậy luôn không? Lô này đồng giá là 1.4 gam bao ship của chú anh chị. Cái này nụ nhiều đế đẹp rồi hoành. Hoành 21. Hoành thang 21 của chú anh chị. Hoành 21. Gốc to. Gốc to nụ kẹo. Kẹo đều luôn. Mặt bông mấy cây này là từ 6 tới 12 cánh của chú anh chị. 1.4 một cây là em bao ship của chú anh chị hết nè. Chú anh chị với thanh toán 1.4 là lấy cây thôi. Chị gọi phép đỡ cây. Xuống cây mặt số 9. Và tiếp rồi, tiếp cây số 10. Tiếp theo cây số 10 tiếp như vậy. Chiều cao là 1.5 của chú anh chị. 8.000 1.5 của chú anh chị. Cao 1.5 nha, 1.5. Lô đồng giá làm bán từ 1, ấy 1.4 một cây bao ship của chú anh chị. Để nở nở luôn. Hoành 20. Hoành 20. Tàn đều đều. Nụ đều đều hết. Nụ chắc lượng hết. Đều đều cây. Rồi phép đó cây với nè. Rồi xuống cây mặt số 10 luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp cây mặt số 11 cô chú anh chị. Tiếp theo cây số 11. Tàn tròn ấm nha. Đúng rồi. Cái này đẹp. Tàn tròn. Đều. Chiều cao là 1.6. Một cốt. 8.000 là 1.6 luôn của chú anh chị. Từ cao 1.6, 8.000 lấy 1.5 của chú anh chị. Sợ có tên nữa. Nhưng mà em tự hào của chú anh chị hết nè. Một cốt thẳng, chỉ cần điều. Mặt bông thì nút nụ quá, quá đẹp. Rồi, nó coi nụ. Nụ ok, điều ghê. Nụ chất lượng luôn ha. Quá trời nụ luôn. Điều ha. Hoành 21. Hoành 21. Cột thẳng chỉ cần điều. Lô này đồng giá 1.4 một cây bao ship của chú anh chị. Cái trên đây này khỏi chê, nó quá trời luôn. Tặng tròn. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp cây số 12 của chú anh chị. Điều điều. Chiều cao là 1.7. Sáng ngang là 1.5 của chú anh chị. Lô này đồng giá là 1.4 một cây bao ship của chú anh chị. Đồng giá 1.4. Cô chú anh chị có muốn mua số lượng nhiều hay là mua đi bán lại á. Chú anh chị xuống tại vườn em. Những vườn em lắp Vĩnh Hiệp Cảnh Thành cho lắp Bến Tre luôn. Nói chung mai giảo viên học thì em còn rất là nhiều. Lô điều được cây nha. Rồi, cho hoành luôn. Hoành 20 năm thôi chú anh chị. Hoành 20 năm. Cô chú anh chị mua mai anh em yên tâm. Em ship cây đi rất lẹ và cây nó về không ảnh hưởng gì tới hết đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị được kiểm tra hàng luôn trước khi thanh toán luôn nha. Bên em bán bao ship nè. Dạ, phép đỡ cây thôi. Rồi, xin xuống cây số 12. Tiếp luôn, cây số 13. Tiếp lên cây số 13 của chúng ta. Cao là 1.7. Tán ngang là 1.5 của chú anh chị. Cây này nhìn xa cái đế nở. Chị chanh đi đi. Nút nụ quá trời luôn. Nụ dữ dằn nụ luôn. Lô này đồng giá là 1.4 một cây bao ship của chú anh chị. Điều điều ha. Để nở luôn coi chứ. Còn cho hoành luôn nhanh. Có chỉ cần điều điều.
Quỳnh đăng 21 năm của chú anh chị. Dạ. Những lô cây này quỳnh thân nó từ 20 tới 25 trở lại của chú anh chị. Mặt bông nó từ 6 tới 12 cánh, bông chùm đẹp lắm. Tặng điều, điều điều. Lẻ có sĩ có đầy đủ không chứ. Rồi đó cây nha nó. Rồi, xuống cây mã số 13. Rồi, tiếp lên cây mã số 14 của chú anh chị. Thằng do chín mít chiều ghé cây này không có đợt cho chú mua về cho chú dựng những cái đợt lên cho chú gì đó tròn ra luôn chiều cao là 1.3 tán ngang là 1.6 6 thì heo quá nhiều luôn gần 1.7 1.8 á chứ không 6 luôn 1.8 mà còn dư luôn á ngủ quá trời luôn. Quá xa nụ thôi. Luôn này đồng giá là 1.4 triệu kem bao ship không chú anh chị? Nụ điều hết trơn cô chú anh chị ba. Cây này quá đẹp luôn. Kính mít. Kính mít mà càng tròn. Cốt. Chỉ cần điều, cốt thẳng thẳng. Quanh, quanh to. Quanh này cỡ 22, 23. Rồi cho quanh luôn. Quanh 23, 23 mấy? 23, 23 rưỡi. Coi như 23. Cũng kéo rồi cây số 14 nha đồng giá xuống ngay số 14 luôn chú rồi phép đổi cây tâm cây số 15 không cao nhắn tàn thông chỉ cần các con yêu cốt bóng thẳng luôn của chú anh chị tàn thông rớt rớt nhìn chiều cao là 1.8 của chú anh chị chiều cao 1.8 tán ngang là 1.7 lấy của chú anh chị 1.6 cây 1.8 ngang 1.6 cột thẳng nè nụ thì của chú anh chăm nó chi chít luôn nè. Chất lượng ha nụ chất lượng cây nụ ghê gớm lắm luôn này đồng giá là 1.4 triệu cây em bao ship luôn chú anh chị cây này nụ chất lượng luôn bao nụ đẹp luôn nè. Quá xa nụ ha cái gì ha chọn cho quảnh lộ quảnh thăng là 23 của chú anh chị quảnh 23 cây nụ chi chích luôn địa chỉ vườn của em lắp Vĩnh Hiệp Sản Thành cho đất Bến Tre cô chú anh chị có muốn mua số lượng về bán Tết á liên hệ cho em chỉ đường cho chú anh chị xuống về tại vườn em mua nha vườn em số lượng cây còn rất là nhiều của chú anh chị rồi phép mình bắt cây rồi. Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp tục vô cây mã số 16 của chú anh chị. Chiều cao là 1.7 của chú anh chị. 16. Tán ngang là 1.5 nha. Em đo cái từ hao của chú anh chị hết nè. Càng này đều. Lô này đồng giá là 1.4 triệu một cây em bao ship của chú anh chị. Chút nụ ok nha. Nụ quá ok. Cây nụ đều cây. Chất lượng đó ha. Quá xa nụ hơn ngọt quạnh luôn quạnh là 22 của chú anh chị ngọt quạnh 22 cái này tàn chiều đẹp á kính mít nè tàn còn do nụ kẹo rồi tiếp em còn 4 lô cây nè em bán giá tại vườn cô chú anh chị mua về bán Tết nè cô chú anh chị đi theo em đây nguyên cái lô cây này em còn là 85 cây em giá em tại vườn của em là 1.6 triệu một cây em không bao phí ship gì hết cô chú anh chị cái này là giá tại vườn nha nút nụ thì nó cực kỳ là đẹp cô chú anh chị có mua chú mua số lượng cũng như cái lô này 70-80 cây rồi cô chú anh chị cứ rút 50 cây giá 1.6 triệu một cây tại vườn nha cho đo thử chiều cao hoành ra để hết đo thử chiều cao trước cho cô chú anh chị coi chiều cao là 1m 1.7 đi. Cao 1.7. Tán ngang là 1.6 của chú anh chị. Mấy cây này lục lực đẹp lắm ha. Còn hoành thân dao động nó từ 22 tới 23. 22 mấy của chú anh chị. Nụ thì đều hết chứ. Lâu này 1.6 triệu cây là
giá tại vườn của chú anh chị. 16 cây giá tại vườn. Cô chú anh chị có thích cái hàng này mua lẻ thì cô chú em thì em bó ship cho cô chú anh chị thôi, còn cái tiền phí của chú anh chị tự trả. Cỡ gì cô chú anh chị? Tiếp đây cái nến lên này. Rồi tiếp theo. Đây lô này á, lô này tại vườn của em là 1,7 triệu. Em bự cao nha. 1,7 triệu một cây nha cô chú anh chị. Cái lô này em còn, lô này em còn tới tầm mấy, gần 200 cây nữa. Chiều cao là 1,7 m, tán ngang là 1,5 m nha. Tàn đặc lắm nha. Tại em đo mỏng mỏng như thôi chứ chưa chính xác không. Hoành thân là 24 năm, gần 27, ý 25 nha. Cành điều một cột thắng. Lô này là đồng giá là 1,7 triệu một cây, em bán giá tại vườn của chú anh chị. Bên em không có bao ship rồi mấy cái hàng cây này nha. Cái này còn cô chú anh chị có muốn mua ơn cây nào, muốn lựa một cặp hay gì á thì cứ điện cho em kết bạn qua Zalo em là số điện thoại 0378716408. Còn địa chỉ vườn của em là ấp Vinh Hiệp, xã Thành, chợ Lấp, Bến Tre. Cây gạt điều giống 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 nhau. Cao. Chiều cao của mấy cái này tầm 1,7 m ăn lên chú anh chị. Tán ngang tầm 1,6 m. 1,6 m ăn lên chứ không dưới. Rồi, tiếp cái hàng 2,5 triệu. Rồi, đây 2,5 triệu. Đây, 2,5 triệu là từ đây xuống đây nè anh Linh. Tao thử thử cái này trước. Chiều cao cách 2 m. Tán ngang 1,7 m của chú anh chị. Hàng này 2,5 triệu là giá tại vườn của chú anh chị. Bên em cái hàng này là cũng như không có bao ship. Chắc cũng 20 mấy ha. 24, 25 chứ lên. Hoành cái này dao động từ 23 tới 26. To, bự, chiều cao. 23 mai, 24 luôn của chú anh chị. Cô chú anh chị có muốn lấy về bán Tết thì địa chỉ vườn của em là ấp Vĩnh Hiệp, xã Thành, chợ Lấp, Bến Tre luôn nha. Chúng em còn cũng nhiều cây mà cây nút nụ đẹp đẹp không à. Cái gì mấy cây này ha. Quá trời quá đất luôn. Này hoành lớn. Hoành lớn mà bông quá đẹp luôn. Trời ơi nụ nè. Quá trời kẹo luôn chứ gì mà. Chi chích luôn. Đó, đây dài xuống đây luôn nè. Tràn tròn cái cây lớn mà. Nguyên cái lô này là 2,5 triệu cây nè anh Linh. 2,5 triệu cây ha. Đó, 2,5 triệu cây giá tại vườn của chú anh chị. Bên em không bao ship cái hàng cây này nha. Cô chú anh chị có ưng mua 1-2 cây thì kết bạn qua Zalo em quay trực tiếp với cô chú anh chị coi. Có giá bạn lô để quay từng cây của chú bạn. Tại cái nó bự lắm. Giá tại vườn là 2,5 triệu, còn cô chú anh chị mua phí ship của chú anh chị tự trả nha. Bên em là bó cây cho cô chú anh chị đàng hoàng. Có cây hoành tới 25, 27. Cây này rất hoành bự. Cái hoành cây lớn luôn. Có là cây hoành lớn luôn. Thấy sơ sơ 26. Hoành 25 năm luôn. Đúng rồi. Nút nụ thì mấy cây bự này chất lượng chứ gì mà. Cây nào cũng vậy chứ. Chiều cao mấy cây bự này ta 2 mét ăn lên của chú anh chị. 2 mét, 2,2 m, 2,5 m rồi cũng có nữa. Tán ngang tầm 1,7 m, 1,8 m, 2 mét cũng có nha. Rồi, tiếp cái lô này là 3 triệu. Rồi, tiếp qua cái lô 3 triệu. 3 triệu có là giá tại vườn của chú anh chị. Cô chú anh chị có muốn mua số lượng cái nào về bán Tết cái liên hệ cho em. Đây phải không? Đây, đây là đây. Cái này chắc cái cao 2 mét đi cô chú anh chị. Tán ngang là 1,9 m luôn cô chú anh chị. Hoành tài. Hoành, hoành luôn. Hoành cái này. Cái loại 3 triệu thôi chứ. Loại nó 3 triệu rồi giá tại vườn của chú anh chị. Hoành 26 năm. 26 năm. Một số thằng cái hành điều. Cô chú anh chị có muốn mua một cặp mai okay. Bự hay là mai dừa, mai tung gì á. Thì em cô chú anh chị điện qua số điện thoại em là 0378716. Kết bạn Zalo em luôn. Số đó số Zalo em luôn, quay trực tiếp cho cô chú anh chị coi, cô chú anh tham khảo một vài cây. Còn muốn mua số lượng em thì địa chỉ của em là vườn của em lắp trên Hiệp, xã Thành, chợ Lấp, Bến Tre luôn. Cao bự đúng không chứ? Rất bự của chú vậy. Ôm không? Ba người ôm thôi.
Cái này gốc bự nữa nè. Gốc chi canh. Tao thích cái này luôn. Này chắc hoành này đó. Ai đậu hả? Dướng lên cái nhánh này. Kéo sát nhanh vô. Chắc 30. Hoành 30. Ba mấy luôn. 31, 32. 32 trừ xíu cho 31. 31. Trời. To bự ha. Điều điều chứ. Cái lô này là còn em còn ba mấy cây, cô chú anh chị cứ lấy cho cô chú anh chị lấy 30 cây ngay. Hàng này hàng em tiễn ra hết rồi. Lại quay lần này cho nó không ngược nắng. Nó chói. Cao lắm, qua đứng nước cao lắm. Cao lắm cô chú anh chị. Em chiều cao 1m6 mấy. Cái đầu bự lắm như cây này nè. Ông không dám nổi. Dữ lắm. Lúc nụ thì em đã tạo nụ xong hết rồi, cô chú anh chị có muốn mua số lượng về bán Tết liên hệ của em. Lại lại sang bên khỏi đi vô xa cho nè. Số điện thoại em là 0378716418 cô chú anh chị. Địa chỉ vườn em lấp Vĩnh Hiệp, xã Anh Thành, thị lấp Bến Đem nha. Rồi. Rồi em xin chào cô chú anh chị đã coi xem clip của em, cô chú anh chị có cái nào thì xin điện thoại cho em. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Rồi chào Vinh luôn. Rồi mình chào với cô chú anh chị bao luôn. Thì cô chú anh chị mình xem rồi đó. Chỗ Vinh giới thiệu 3-4 loại cây từ giá từ chiều tư dài lên chiều 6, chiều 7, chiều 7 2,5 triệu, 3 triệu. Cái đó là giá tại vườn, em không bao ship nên cô chú anh chị. Mấy cây loại cô chú anh chị có muốn mua lẻ thì em vẫn ship cây của chú anh chị, mà bên tiền ship của chú anh chị tự trả giùm em nha. Tại cái này là em bán giá tại vườn, bán giá quá mềm. Dạ. Xin phép chào.